Rất hân hạnh được gặp lại mọi người chúng ta trên kênh YouTube Nhà đất Hùng bán nhà quận Gò Vấp và Tân Bình thành phố Hồ Chí Minh. Buổi chiều ngày hôm nay thì mình sẽ đưa mọi người chúng ta đến với một khu đồng bộ rất là đẹp luôn, thuộc trục đường Trường Chinh, phường 15, quận Tân Bình. Và đây là khu đồng bộ của chúng ta này. Khu đồng bộ này chúng ta có khoảng chừng 50 căn nhà nha, đã bán được khoảng 25 căn này, chỉ còn khoảng 25 căn cho chúng ta chọn lựa thôi. Và khu nhà này cực kỳ đẹp. Hẻm một trục đường thông rất là đẹp và thoáng mát. Diện tích là ngang 4m2, độ dài lên tới gần 16m và được đúc kiên cố một trệt một lửng ba lầu. Nhà chúng ta có hướng là hướng tây bắc, phù hợp với những ai phong thủy là tây tứ trạch. Và đây là con đường này, con đường chúng ta con đường nhựa lắng o luôn, rất là đẹp và sạch, rất là đẹp nha mọi người. Đường nhựa 8m rất là sạch sẽ. Và mình sẽ di chuyển vào bên trong căn nhà này luôn nha mọi người ơi. Khu này thì đang có giá rất là tốt, chỉ có từ 6 tỷ 3 đến 6 tỷ 750 triệu đồng một căn thôi. Và căn này mình đang gửi đến mọi người chúng ta thì có giá là 6 tỷ 750 triệu đồng một căn nhà rất là đẹp như thế này, với diện tích ngang 4m2 lên tới 16m và thiết kế một trệt một lửng ba lầu. Ở phía ngoài này chúng ta có một lớp cửa cuốn phía ngoài này, bên trong chúng ta có lớp cửa gỗ căm xe. Và di chuyển trong đây thì chúng ta có lớp có một cái khu vực gara xe hơi 8m, chúng ta đậu vừa xe hơi từ 4 đến 7 chỗ. Và ở đây chúng ta sử dụng gạch đá 3D, một loại gạch rất mới, loại gạch 80m2 nha, 60m2 nha mọi người, rất đẹp và sang. Và hai bên tường chúng ta được ốp gạch lên cao khoảng 1m. Và nhà chúng ta được thiết kế và làm cũng rất là đẹp, với cách phối màu cực kỳ hấp dẫn, thu hút và rất là ưa nhìn luôn, cực kỳ đẹp nha. Quý anh chị nào quan tâm đến khu nhà này thì hãy alo đến bên Hùng theo số điện thoại đang hiển thị ngay trên màn hình. Hoặc là chúng ta có thể truy cập trực tiếp vào website của bên mình là nhadathihung.com để xem thêm những mẫu nhà bán mới đẹp của khu vực Gò Vấp, là khu vực phường 15 quận Tân Bình. Căn nhà này là một căn nhà thiết kế và bố trí cực kỳ đẹp nha mọi người, rất là đẹp luôn. Thì quý anh chị quan tâm thì hãy alo đến bên Hùng. Để tới đây khu này thì chúng ta có giá từ 6 tỷ đi 3 đến khoảng 6 tỷ 8 một căn. Thì tài chính chúng ta khoảng từ 6 tỷ là chúng ta có thể mua được khu này rồi. Khu này là khu đẹp, nằm trên trục đường Trường Chinh, phường 15, quận Tân Bình. Quý anh chị quan tâm muốn sở hữu đến căn nhà của khu vực phường 15 này, chúng ta có thể mua khu này đi. Khu này sát với đường Trường Chinh, di chuyển ra khu vực sân bay Tân Sơn Nhất rất là gần. Và chúng ta đi về trung tâm thành phố thì khoảng chừng 20 phút thôi, và đi qua sân bay thì 10 phút nha mọi người ơi. Rất là đẹp, rất là nhiều những tiện ích xung quanh như là siêu thị, trường học, chợ, nhà thờ, khu vực dân cư đông đúc, an ninh ổn định và yên tĩnh. Thì chúng ta nên sở hữu ngay khu nhà lầu đồng bộ 100 căn này. Và ở đây thì chúng ta có một cái cầu thang này. Cầu thang chúng ta có trụ gỗ căm xe mặt đá hoa cương kính cường lực 10 ly. Bên này thì chúng ta có tủ rượu được làm bằng chất liệu là gỗ căm xe luôn, rất là đẹp. Căn nhà chúng ta thiết kế quá hoàn hảo và sang trọng, một trong những căn nhà đẹp đang được Nhà đất Huy Hùng giới thiệu đến mọi người chúng ta trên kênh YouTube Nhà đất Huy Hùng bán nhà Gò Vấp và Tân Bình. Thì quý anh chị xem video bên kênh bán nhà Gò Vấp và Tân Bình thành phố Hồ Chí Minh có căn nhà của Nhà đất Huy Hùng, thì quý anh chị chúng ta vui lòng đăng ký kênh. Đây là khu vực không gian phòng bếp này. Phòng bếp chúng ta có tủ rượu, tủ kệ bếp và khu vực để tủ lạnh. Tủ kệ bếp chúng ta cũng làm rất là sinh động và cực kỳ đẹp. Bên này chúng ta có những cái bức tranh 3D này. Tôi để ý thấy đây có tranh 3D này. Và có cái phía sau này chúng ta có cái khu vực rửa mặt này và giếng trời. Rửa mặt của chúng ta này, đây là giếng trời nha mọi người. Trời của căn nhà mình cũng được trang trí rất là hài hòa và thu hút. Phía sau này chúng ta có phòng vệ sinh dưới tầng trệt sử dụng chung. Căn nhà này thiết kế rất là đẹp nha mọi người ơi. Thì quý anh chị quan tâm thì hãy alo đến bên Hùng theo số điện thoại đang hiển thị ngay trên màn hình. Hoặc là chúng ta có thể truy cập trực tiếp vào website của bên mình là nhadathihung.com. Rồi mình di chuyển lên khu vực không gian tầng lửng phòng tiếp khách chính của căn nhà mình nha. Cầu thang chúng ta trải đá hoa cương này, kính cường lực 10 ly. Trên này chúng ta không gian tầng lửng, mình đang tham quan khu vực không gian tầng lửng này. Đây nha mọi người, tầng lửng chúng ta này phải nói là rất là đẹp và sinh động nha. Tài chính chỉ cần khoảng 6 tỷ hơn một chút xíu để chúng ta sở hữu được khu nhà này rồi. Với diện tích ngang 4m2, độ dài 16m. Khu vực tầng lửng này chúng ta được ốp gỗ này, có tủ kệ rượu, tủ kệ tivi.
Ở đây thì chúng ta có ống máy lạnh được gia chủ gắn sẵn luôn rồi nhá. Phía sau chúng ta có tủ rượu, có những bức tranh 3D làm rất đẹp. Căn này mình xem căn này thấy rất đẹp nha mọi người ơi, nhà này đẹp. Quý anh chị quan tâm đến căn nhà này thì hãy alo sớm đến bên Hùng theo số điện thoại đang hiển thị ngay trên màn hình nha. Một căn nhà, một trong những căn nhà đẹp, một trong những sản phẩm rất là hấp dẫn và thu hút rất là nhiều những vị khách hàng đến đây xem. Khu nhà này là khu điện âm và khu mới hoàn toàn nha mọi người. Phải nói là khu này sát với đường Trường Chinh luôn. Chúng ta di chuyển rất là thuận tiện, đi về qua khu công nghiệp Tân Bình cũng như đi về khu trung tâm cũng khá là gần. Chúng ta đang di chuyển lên khu vực gian phòng ngủ. Chúng ta ở khu vực phòng ngủ số 1 này. Chúng ta có phòng vệ sinh trong nha, cửa ra giếng trời, và phòng vệ sinh phía sau này chúng ta có không gian mở. Đây chúng ta có tủ áo âm tường luôn. Phòng số 1, sàn chúng ta là sàn gỗ hết nha mọi người ơi. Phòng ngủ số 2 này. Phòng ngủ số 2 của ta rất là rộng. Bên này chúng ta có tủ kệ tivi này. Màn rèm cửa, cửa sổ ra ban công và cửa đi ra ban công. Tất cả hệ thống màn rèm cửa đã được gia chủ chuẩn bị sẵn rồi. Đây chúng ta có tủ rượu, tủ áo âm tường rất là rộng. Ống máy lạnh. Căn nhà trang trí rất là nét và bắt mắt. Đây phòng vệ sinh trong nha. Mình sẽ di chuyển lên lầu 2 tham quan phòng ngủ số 3 và số 4. Phòng ngủ số 3 này mọi người. Phòng này thì chúng ta cũng có tủ áo âm tường và tất cả nội thất đã được gia chủ chuẩn bị sẵn rồi. Phòng ngủ số 4 này. Trang trí rất đẹp và hài hòa nha. Đẹp đến từng chi tiết nhỏ luôn. Căn nhà chúng ta rất là thoáng và sáng. Phòng vệ sinh có phòng ngủ số 4. Khu này mình nhắc lại là một khu đồng bộ gồm khoảng chừng hơn 50 căn nhà. Khu mới, điện âm. Và giá bán chỉ từ 6 tỷ 3 đến 6 tỷ 800 triệu đồng một căn thôi. Diện tích ở đây thì ngang 4m2, độ dài 16m. Với một số tài chính khoảng chừng hơn 6 tỷ thì chúng ta sở hữu ngay khu này. Đây là khu vực phòng giặt này. Đây là khu vực sân thượng sau. Nhà chúng ta thì chỉ cách mặt tiền đường Trường Chinh khoảng chừng 100m thôi. Rất là gần với đường Trường Chinh. Chúng ta di chuyển đi lại cũng như là đi làm rất là thuận tiện. Đi qua khu công nghiệp Tân Bình. Đây là khu vực phòng thờ. Đi về khu vực sân bay Tân Sơn Nhất cũng khá là gần. Khu vực sân thượng phía trước này. Đi về trung tâm thành phố thì khoảng chừng 20 phút thôi. Rất là thuận tiện cho đại gia đình chúng ta. Và quý hàng chúng ta quan tâm đến căn nhà này thì hãy nhanh tay alo đến bên Hùng để sở hữu ngay khu nhà này nha mọi người. Khu nhà đồng bộ. Ở đây chúng ta có hướng Đông Bắc, Tây Bắc, Đông Nam, Tây Nam và rất là nhiều những hướng khác nhau để chúng ta, đại gia đình chúng ta chọn lựa. Rồi nhà đất Hùng xin chào và hẹn lại quý hàng ở những video tiếp theo nha.